Thưa anh à? Ôi dạo này à, anh lười lên chuyên mục 20 câu hỏi vì sao thế? Lười đâu mà lười, anh hơi bị chăm luôn đấy. Chẳng qua đợt này anh đang lên một kế hoạch tổ chức một cuộc thi cho anh em ThinkView kết hợp với cả một số những đối tác khác. Cuộc thi sắp tới sẽ có giải thưởng lên đến là 26 triệu đồng, trong đó tặng hẳn một con laptop gaming đấy. Ui, gắt nhỉ, chơi với. Vậy thì hãy join ngay group thành viên friend đi. Link chi tiết anh sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Wow, đúng là chưa bao giờ thất vọng với content của ThinkView. Thank you. Thế thì 20 câu hỏi vì sao số 6 chứ nhở? Ok thôi. Ok, ông Hưng Khúc mập lên nhìn cute hơn đấy nhỉ? Thôi thì anh sẽ coi đó là một lời khen nhá. Ôi, thôi được rồi, em hỏi luôn đây này. Có nên dùng laptop Razer ở Việt Nam bất chấp việc Razer không bảo hành tại Việt Nam hay không nhở? Laptop Razer à? Razer thì chỉ có gear là phải đắn đo thôi, chứ còn laptop Razer thì từ năm 2018 đổ đi là nó rất là bền rồi. Đây, nhìn này, cái kiểu thiết kế box key, hình hộp, nguyên khối. Và cái kiểu thiết kế này đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều những cái đối tác khác, tạo ra những sản phẩm có kiểu thiết kế na ná như này. Tuy nhiên thì mỗi khi mà anh cầm vào một chiếc laptop của Razer thì anh vẫn luôn có một cái cảm xúc gì đó rất sung sướng, một cái cảm giác rất cao cấp. Nhưng mà anh nói thật là nó cũng hên xui thôi nhá. Bởi vì là hàng xách tay, hàng nhập khẩu, nên là khi đi mua hãy chọn cái cửa hàng nào nó to một tí, nó uy tín một tí. Bởi vì những cái cửa hàng lớn ấy, đằng sau đó là cả một thương hiệu, cả một đứa con tinh thần của họ. Vậy nên thì họ sẽ phải có những chính sách bảo hành, những cái dịch vụ cho khách hàng thật sự là rất là tốt. Còn nếu như em đi mua những cái nơi nó nhỏ lẻ thì cố chịu nhá. Ui, hên xui đấy. Ừ. Ui nhưng mà laptop Razer. Nhưng cái gì? Ra đây anh cho xem cái này hai cục. Ui đâu xem nào, cái gì? Nhìn này. Ui, ui gắt gỏng thế. Ôi giống MacBook vậy. Rồi, nhìn này, nhìn nha. Setting này, đấy, anh vào setting này. Tùy chỉnh tất cả mọi thứ luôn. Rồi như Mac luôn. Dark mode này, bây giờ light mode này. Dark mode này, light mode này. Thôi ông ơi. Trời ơi, nhìn thì cũng hay đấy nhưng mà em nghĩ chỉ được vài bữa thôi, vài hôm nữa lại chán ngay mà. Thì biết thế nhưng mà thỉnh thoảng thay đổi một tí cho cuộc sống nó mới mẻ hơn cũng vui mà, đúng không? Cứ khừ mỗi một cái giao diện nó cũng chán. Ừ nhưng mà em học marketing thì mua laptop nào vậy anh Hưng ơi? Marketing là laptop cho marketer đúng không? Câu hỏi vô cùng hay. Chọn mua laptop cho marketer ấy thì nó rất là dễ thôi, bởi vì một chiếc laptop vào khoảng là trên 10 triệu đồng thì các bạn cũng thể mua được rồi. Tuy nhiên chọn như thế nào cho nó sướng, làm việc cho nó hiệu quả ấy thì ở đây anh sẽ... Này, ông từ từ đã. Ông đã biết là tôi làm những cái gì chưa? Làm cái gì? Nói đi xem nào. Ơi giời ơi, đây nhá, em kể cho mà nghe đây này. Đừng có tưởng marketing là làm những cái thứ rất là đơn giản thôi. Em á, em cần brainstorming ý tưởng nhiều này. Anh em nhìn chi chít mọi thứ, nhìn thấy kia, nhìn thấy chưa? Đó, dã man cuộc đời luôn. Mà suốt ngày còn phải làm proposal bằng PowerPoint nữa. Hơi bị gắt thì... Ok, biết rồi. Thực ra ấy, những cái nhu cầu đó ấy, một con laptop vào khoảng là 10 triệu đồng thì cấu hình của nó cũng đáp ứng được rồi, đúng không? Nhưng mà chọn sản phẩm làm sao cho sướng ấy, làm việc cho nó hiệu quả thì ở đây anh sẽ tặng em con LG Gram 13 này. Ui dồi, thật luôn. Con này ấy, nó siêu siêu nhẹ luôn, bởi vì dân marketer ấy họ làm việc rất là sáng tạo. Họ không bao giờ ngồi một chỗ làm việc mà họ nằm này, họ lăn lê bò toài, họ làm việc ở tất cả mọi nơi ấy. Thì một con laptop vừa nhẹ vừa bền như là LG Gram nó sẽ giúp cho công việc của em nó dễ chịu hơn, nó flexible hơn. Hay là nhá, anh sẽ tặng em cái con trên bàn không? Đúng rồi, đây là con ThinkPad X1 Nano, một con máy gọi là siêu cao cấp luôn. Vì sao anh lại khuyên em lấy con này? Bởi vì hãy nhìn đây. Đâu, nhìn cái gì? Xem con nào. Này nó có màn hình độ phân giải là 2K. Ui dồi. 2160 x 1350. Biết vì sao lại phải chọn màn hình độ phân giải cao đối với dân marketer không? Trời ơi, không biết thì mới nhờ anh tư vấn đây này, trời. Đấy nha, lúc này em vừa bảo là cái nhu cầu làm việc của em cần brainstorming rất là nhiều đúng không? Ừ, đúng rồi. Em nốt rất là chi chít như này. Đúng đó. Rồi. Thì một chiếc màn hình độ phân giải thật cao ấy sẽ giúp cho em có thể bao quát những chi tiết nhỏ nó dễ dàng hơn. Và khi mà em có một cái nhìn bao quát ấy thì những cái ý tưởng, logic của em cũng từ đó mà ra. Đấy, nên là chọn laptop marketer nên là chọn laptop cho marketer tưởng dễ nhưng mà nó lại không hề dễ một chút nào đâu nha. Nghe cũng hợp lý đấy. Này, thử cầm lên này. Cầm lên. Anh tặng em con này thật à? Ôi. Đây. Đâu. Sướng không? Đây, thêm cầm xem con này nào. Mới sướng này. Thôi thôi thì thôi tặng con này cũng được. Em nhận. Ôi 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 ôi. Trời ơi, tưởng tặng thế nào. Linh tinh, biết con này bao tiền không? Con này ThinkPad X1 Nano có mức giá lên đến là trên 40 triệu đồng ấy. Ôi ôi, nhưng mà có chip nào cho các bạn mua rẻ rẻ tí không? Chip à? Thì đến mua cửa hàng ThinkPro ấy, đang có chương trình giảm giá 4 triệu đồng cho con ThinkPad X1 Nano này, lại còn tặng quà 2 triệu đồng nữa. Đấy. Nhưng mà có đổi mới hay gì em sợ lỗi lắm. Đổi mới 100% cả 1 năm luôn. Ui, gắt thế. Ừ. Chắc chưa đấy. Hàng cao cấp, hàng cao cấp. Nhiều chương trình nhở, chẳng tin lắm ý. Link chi tiết thì để dưới phần mô tả, bấm vào. Ôi, được đấy. À, ra đây anh cho xem con này này. Cái gì? Anh đang có gọi là 2 con máy vô cùng hiếm luôn. Đầu tiên, đây là con VivoBook được trang bị chip AMD 4500U này. Con này em tưởng hiếm lắm à? Ừ, con này năm ngoái bị khan hàng đấy. Rồi ở đây lại có con 5500U mới nhất này. Con này thì cũng mới ra nhưng mà chắc là mấy hôm nữa thì cũng hết hàng mà bán thôi. Ôi thế á? Nhưng mà em thấy nhá, dạo này ấy, chip AMD và Intel trên thị trường laptop này. Nhưng mà chip AMD thì em thấy khan hàng hơn Intel thì phải. Ừ, rõ ràng rồi. Có rất là nhiều lý do dẫn đến vấn đề này. Lý do đầu tiên có thể là do chính sách của Intel tốt hơn chẳng hạn. Hay là do hợp đồng của những nhà phân phối đối với cả Intel, hay là có thể là do AMD, bản thân AMD cũng bị khan hàng, đấy là tình trạng chung rồi mà. Cũng đúng nhỉ. Nhưng mà ThinkView làm thêm series setup góc làm việc đi. À, setup đúng không? Đúng. Ui rồi. Dồi ôi, ra đây. Anh là một người rất là nghiện setup. Wow, nghe. Nên là nhìn từ xa đã thấy thích thích rồi đấy. Anh đã setup hẳn một cái góc gọi là làm việc cực kỳ chill luôn. Đẹp thế. Đấy. Nhìn đúng kiểu minimalism nhỉ? Trời ơi, tất cả đều không dây nhá. Mà theo như ông Phan Tuấn Hành ấy, ông nói là minimalism luôn. Minimalism luôn đúng không? Đẹp không? Ôi giời ơi, quá đẹp. Kiểu nhìn nó rất đơn giản đấy nhỉ? Nhưng mà anh vừa mới gặp cái con MacBook lại, em mới lại có một cái câu hỏi để hỏi anh đây này. Nếu mà cứ gập ra gập vào, gập lên gập xuống như thế ấy, xong rồi một thời gian thì nó có ảnh hưởng đến nhiệt độ của laptop không nhỉ? À, thì đây, ra đây anh cho xem này. Đâu, xem nào. Gập vào nó có ảnh hưởng đến laptop không cái gì ấy. Thì độ nữa. Các hãng cũng tính toán rồi. Đâu. Đây. Đối với những chiếc Ultrabook như này ấy, thì nó sẽ tản nhiệt ở phía dưới bản lề, nên là khi em gập vào thì cái nhiệt nó cứ thoát ra thôi, nó không ảnh hưởng trực tiếp đến những linh kiện khác. Tuy nhiên thì làm việc nhẹ nhàng thì rất là vô tư nhá. Nhưng mà khi em làm việc nặng thì cũng cần đắn đo một chút. Bởi vì về bản thân những chiếc MacBook như này ấy, nó tản nhiệt thụ động thông qua cái bề mặt nhôm nữa, nên là có thể là nó sẽ ảnh hưởng một chút đến những thành phần khác. Bản thân anh thì anh sử dụng cái kiểu gập ra gập vào như này cả một năm nay rồi mà anh chả quan tâm đâu. Anh vẫn thấy là nó chả bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu như các bạn kiểu muốn an toàn hơn ấy, thì khi làm việc nhẹ nhàng cứ gập xuống bình thường cho mình. Đó, không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng mà khi làm việc nặng ấy, ví dụ như là edit video này, nhiệt độ CPU thấy lúc đó vào khoảng là trên 80-90 độ C, thấy bề mặt nóng quá thì tốt nhất là hãy mở nó ra cho nó thông thoáng, đỡ ảnh hưởng đến màn hình. Đấy. Thôi. Thấy ông Hưng cứ gập máy lên xuống cành cạch như thế mà xót thay luôn ấy. Ui giời. MacBook bền mà không sao, như này. Thôi ông ơi, đừng có mà thần thánh MacBook quá chứ. Cái vụ gập màn hình laptop ấy mà Windows nó không làm được thì công ty tèo lâu rồi. Cơ bản của cơ bản mà cũng nghĩ mỗi MacBook làm được à? Anh em có biết vì sao những sản phẩm của Apple nổi tiếng không? Bởi vì Apple làm rất tốt những thứ cơ bản đến mức mà một người lớn tuổi chưa tiếp xúc gì đến công nghệ cũng thể làm việc được, hay là cũng chơi đùa được với những sản phẩm công nghệ đó. Đó là điều làm nên thành công của những sản phẩm Apple. Yes, I like MacBook M1. Thôi cũng không nói đến cái vụ MacBook này, không mọi người lại bảo mình iPhone để chết. Nhưng mà tại sao lại phải bỏ Windows để sang macOS nhỉ? Bởi vì macOS có những thứ mà Windows không có, đúng không? Ví dụ như AirDrop này, rất là nhiều thứ khác, giao diện đẹp hơn này. Nhưng mà thôi, tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại là chính bản thân Windows cũng có những thứ mà macOS không có. Ví dụ như ở đây, anh đang có một chiếc RG-SK15. Nhìn đi, con này nhá, có cấu hình cực kỳ khủng, CPU Ryzen 9 này, rồi cả đồ họa rời RTX 3080, ngon không? Ngon, nhưng mà chưa đi xem nào. Trời, ok luôn, con này có CPU Epson nhá, thoải mái rồi, thiết kế của nó cũng rất là gaming hầm hố nữa. Nghe có vẻ hứa hẹn đấy. À, một điều làm nên thương hiệu của chiếc laptop này nữa đó chính là màn hình. Nó đang được sử dụng màn hình Full HD 300Hz nên là chơi game nó sẽ rất là mượt. Ô, nhưng mà con này bản 2K165 có vẻ ổn hơn hay sao ấy nhỉ? À, cái bản 2K165Hz à? Bản đó làm sao? Trời ơi, đấy lại chìm đắm vào game rồi các bạn ạ. Mượt thật sự luôn. Đâu xem mà. Ừ. Bướng bướng này. Đấy không? Gắt gỏng phết đấy. Cái vụ màn hình 2K... Cái vụ màn hình 2K 165Hz ấy thì... Đấy là cái option hoàn toàn mới trong năm 2021 này. Thì với những option mới như thế thì chuỗi cung ứng ở phía sau cũng chưa sản xuất đủ để cho các nhà OEM, ví dụ như Asus chẳng hạn. Nên là cái option 2K 165Hz ấy chỉ được trang bị trên những cái dòng sản phẩm key của hãng mà thôi, những sản phẩm chủ chốt của hãng ấy. Đó. Nên là anh em phải đợi khan đến... hàng đúng không? Ừ đúng rồi, cũng một phần là như thế. Nhưng mà Full HD 300Hz chậm sướng mà nhìn này. Mượt không? Ừ. Mượt đây, nghe thì cũng có vẻ thuyết phục đấy. Mà thuyết phục thật các bạn ạ. Wow. Mà thôi, quay trở lại cái vụ mà anh bảo là laptop Windows nó hơn MacBook ấy. Ừ. Thì ngoài game ra nhá, nó còn rất là nhiều thứ nữa cơ. Ví dụ như là MacBook làm sao mà có được mấy cái kiểu màn hình cảm ứng đúng không? Ừ đúng, nhưng mà kiểu vẽ các thứ ấy nhỉ? Rõ ràng. Nhưng mà thì có con nào option nào kiểu thay thế kiểu hay không ta? Vẽ vời gì? Kiểu vẽ. Vẽ vời thì có Surface Pro 6 hay là Surface Pro 7 nhá. Trời ơi, em biết cái con Surface Pro 7 đấy chính là con laptop của sếp Tùng mới đăng cách đây 3 ngày. Rõ ràng luôn, bởi vì con đó nó rất là cool ngầu và đậm chất công nghệ luôn. Cũng đúng đấy. Nhưng mà Surface Pro 5 hay là Pro 6 chẳng hạn thì có dùng chung được một loại bút không nhỉ? Hay là kiểu bàn phím ấy, có dùng chung được không ta? Dùng chung được hết, bởi vì những cái sản phẩm của Microsoft ấy, thông thường rất là ít khi thay đổi thiết kế, bởi vì Microsoft muốn làm thương hiệu cho cả một cái dòng sản phẩm, cả một cái series như vậy nên là thiết kế rất ít thay đổi. Vậy nên là bút của 6 dùng được cho bút của 7. Đấy, bút của 7 cũng dùng được với cả Microsoft Surface Pro 6 thoải mái. Mà theo anh ấy thì nếu mà em đang có ý định mua đúng không? Em hãy mua cái con 6 ấy, bởi vì nó chả khác gì đâu mà giá của nó lại rất là ngon. Bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu nhỉ? Hiện tại thì bên ThinkPro đang bán với mức giá vào khoảng là 19 triệu, chưa đến 20 triệu mà em đã có một sản phẩm cool ngầu rồi. Thế á? Ủa nghe cũng hời đấy nhỉ? Ơi mà con nó cool ngầu rồi, kiểu cái bản lề nó lật ra các thứ nhìn hay lắm, cool lắm. Nhưng mà thôi, hôm nay chém gió cũng thế cũng đủ rồi đấy. Bây giờ là anh phải đi chuẩn bị cho cái cuộc thi sắp tới đây. Giải thưởng là 25-26 triệu nhá. Tặng cả một con laptop gaming đấy. Từ từ đã. Bye bye. Bye bye Hưng Khúc.